Tớ là Ai mua đồ tớ hát hú không? tuấn, bao Ai mua đồ kiếp hát không? lên đàn. Đồ hát nè, đồ Vào phục trang nè, trời ơi. Trong đồ phục trang đẹp lắm vàng, nè. Quần áo hát đẹp lắm, mua đi bà con ơi. Cánh rẻ lắm mà. Nè, trời ơi, đồ kim tuyến chiếu chiếu đẹp. Em luôn bà con ơi. Trong tính à, gì? Chàng. Mua góp hả? Trời đất ơi, đồ này tự nhiên lên đi bán góp. Trời ơi, đồ giá trị. Đồ hát của ta mà đi bán góp, góp nhiêu? Ngại ngàn á, trời đất ơi. Để tôi đem về, tôi treo lên còn còn hay hơn nữa. Ủa, em mua không em? Mua nha, mua đồ hát nha. Mua để dành diễn văn nghệ nghe. Ừ, để chứ bán chứ. Em luôn trong tình chàng, ôi ga vàng quằn đau. Ba Thanh ơi, ba Thanh, bà con Thanh, nghe tôi gọi không? Kêu la sùng à, tôi đây nè, đang thắp nhang tổ nè. Giờ này con lùng không thấy nó về nữa. Để là kết hết mấy cái mắt gà này cho nó xong. Đi đâu nữa, Thanh ơi, Thanh, Thanh à. Thấy không, kêu mà không đúng tên, nó không bao giờ nó chịu ra hết á. Thanh như ngọc. Thanh như ngọc. Tối hôm nay đoàn chúng tôi sẽ lên màn trình diễn hai xuất khác. Xuất đầu 18 giờ, xuất 20 giờ. Với đầy đủ các người, ngôi sao từ trên thành phố xuống cầm cho đỡ mỏi. Sáng nay tôi có đến nhà Thanh Ngân gặp má Thanh Ngân. Má Thanh Ngân nói không chừng tối đêm nay sẽ có Thanh Ngân mặc áo kim sa cái lũ đánh kiếm chéo chéo xuất hiện tại đây. Phòng vé nè, mỗi em một tay một vé, em kia cầm cái vé sao không vô đường kìa. Em nào? Em ơi đi đường này bu quá cả ngàn khán giả. Em con nào? Ơi con nít tóc chưa mọc mà coi cải lương cái gì. Tránh ra coi. Đây nè, mỗi người một tay một chân nè. Em ơi, mua vé tránh gian đừng có bu. Trời cái gì? Ai bóp cổ người quảng cáo vậy? Đừng làm vậy. Ai bóp cổ? Nè. Nãy giờ em tưởng mấy đứa nhỏ. Nhỏ nào mà cao hơn mày. Vô thắp nhang tổ đi. Dạ. Cha con mày tối ngày à. Ra đây tao biểu nè. Rớt đồ tùm lum tà la đây. Khoan tí ơi. Gì? Xin miếng nước ông tổ uống cho nó thanh giọng để đi quảng cáo. Quảng cáo chứ nổi lên hát đã mất tiêu rồi quảng cáo gì nữa. Anh hát nằm hả? Ra đây. Dạ. Tí coi kêu con gì? Mày sao con kỳ lạ vậy? Kỳ lạ. Đoàn mình nghỉ rồi. Gánh ngã gã bao nhiêu năm rồi. Tự nhiên hôm nay mình đọc quảng cáo tùm lum mà rổ ta kéo lên đây ta coi là ai hát cho coi. Con biết đoàn mình rã rồi cho nên con tập con đọc, khi nào đoàn mình có lại là con ban ra con đọc liền ngon lành đàng hoàng. Ủa sao mày thấy mà ta thấy mày cầm mày không có biết chữ nào mà cầm tờ này mày đọc dữ mày. Cầm cái chuyện của người ta tí lấy lại con cũng đọc được đó, tôi thấy không? Ừ. Ta không biết chữ chuyện ta tí nói chỉ cầm cho nó quá vậy thôi chứ nó mỏi tay chết à. Thấy ông không thấy à, cái tận cái mà món nghề của nó đó. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Gì đó. Đoàn này á, thấy không? Rã gánh mà con quảng cáo mày đi mày quảng cáo sùm tối nay có Thanh Ngân quảng cáo ẩu. Không có Thanh Ngân quảng cáo bậy bạ, ta lại ta đập ta dí tao với má mày chạy sao mày. Đó cũng cái tật quảng cáo ẩu không à, bị tía không có nghe rõ vậy hết trơn. Nghe rõ gì? Người ta quảng cáo rành vậy mà không có nghe vậy hết trơn. Ta nghe nè, sáng nay tới gặp má Thanh Ngân chứ đâu gặp Thanh Ngân. Không chừng tối nay có Thanh Ngân, cái chữ không chừng đâu nghe. Không chừng có hay không là chuyện của bà rảnh bà xuống bà không rảnh thôi, nói chuyện của người ta. Chuyện hổng chừng cũng giống như cái tên vậy đó. Nó đề Tiểu Thanh Ngân, chữ Tiểu ở đây. Chữ Thanh Ngân bên Thái Lan. Ta vô thì mấy chữ Thanh Ngân nó chọn chữ coi. Chữ Thanh Ngân bự đúng không? Bởi vậy chữ Tiểu nhỏ xíu à. Hổng chừng mà, hổng chừng có không là chuyện của Thanh Ngân. Ừ, đó cũng nhưng mà nè, tao lại mày. Thì đó cũng ví dụ cái hổng chừng có Thanh Ngân hay không mà bữa hổm đoàn hát. Đúng rồi, đây. Đó, đoàn hát á, tao nói sao. Bậy, im để tôi nhắc coi. Mày làm sao bữa mày quảng cáo sao mà tao má bị tao dí vậy? Đó. Dí cái gì? Tuần là tuần cũ mình phải đổi tựa. Đó, cũng cái tuần cũ. Nó đổi tựa sao? Tiếng trống mày Linh. Ừ. Không, hát hoài cả tuần lễ vậy đó không, biết không? Rồi tự nhiên cái lời khán giả họ cũng coi giảm dần đi. Ừ. Nó tự nhiên nó đổi tuột. Đổi nó gì vậy? Đổi tựa. Tiếng trống mày Linh, không để tiếng trống mày Linh. Mà để nướng thì sách. Nướng thì sách. Chịu nổi không? Tao quảng cáo là đầy gạt luôn á, mày nhớ không? Rồi bữa nó còn
suối tôi là thôi giờ đổi lại hai chị em đồng giết giặc nữa. Trời ơi, tiếng trống bay lên mà đổi hai ba tựa. Bởi tao nói là cũng may là bà con ta thương đoàn mình á, chứ không người ta dí chết rồi. Thấy ông con thâu móng đừng có quảng cáo gì nữa nghe không? Ta tập vậy mà trời ơi đâu. Thôi mà không bây giờ kêu con ra đây làm chi đây? Mày chạy ra ngoài tiệm thuốc á, mày mua cho tía chai thuốc đau gan. Trời ơi. Tiếng ơi. Gì? Trời ơi đau gan cổ trướng phải không? Nhậu kia giờ cái bụng như con cốc chữa vậy nè. Thấy thương quá, tại sao cơm không ăn mà đi hửi nhang? Hửi mùi nào? Hôm bữa con mua nhang thích trong tổ đó, có cái mùi trầm thơm lắm. Thôi. Khi nào đi thích hửi mùi trầm con mua con cốn. Thôi, nhang điện đi con. Nhang điện đỡ tốn kém. Bè! Trời đất ơi, nãy nó trùng tôi chết rồi. Bị gì tí nói chứ đau gan. Đây nè. Đây. Má mày đó. Trời ơi, má có sao tự nhiên đòi uống thuốc đau gan má. Có sao cái gì? Thế sao? Thì ổng đó. Sao? Trù cho tao đau gan tao chết đi đặng cho ổng đi lấy người khác á. Sao bà nói bà nói quan không? Mày coi má mày nói quan cho ba mày không? Sao nói sao? Trời đất ơi chính miệng bà ngồi bà hát đàng hoàng à. Ôi gan vàng quằn đau ý à. Phải đau gan. Ông vừa phải thôi. Làm hết hồn. Người ta bài hát của người ta vậy phải không má? Má buồn quá hát. Gánh hát rã năm rồi. Nhớ nghề, nhớ lại cái là đờn ca. Thành ra là tôi lấy cái bài mà gì đó Dạ Cổ Hoài Lan tôi ca. Biết rồi, thấy bà buồn nghẹo bà chơi. Rõ đi, chỗ có con nít bợm ôm ôm cái gì. Bây giờ nó nói cái vụ đi ra ngân hàng nè. Chạy cái gì đó, cái tiền ngân đi hàng. Đi đáo hạn ngân hàng, nợ ngân hàng đó. Đáo hạn. Có hạn á, được không? Ta ôm bà cái bà liếu lưỡi liền. Liếu là gì á? Dạ, còn sung thế. Rồi sao, ra ba ra được ra không? Đó, nợ mà cười quay, sao? Ra bà đáo hạn mà ở đó người ta không có chịu. Ủa, trời không chịu. Trời, bà mới dở cái ngón nghề của bà ra. Nghề gì? Trời ơi, ngón nghề sao nữa? Khóc. Khóc hả? Khóc được không? Khóc được không? Con cái nghề nghiệp mà nó không biết. Nè, giấu nghe, tao giấu mày lâu lắm rồi, ba không có nói. Sao? Đây nè, ba mỗi lần ba hát, cái nút khóc nó nằm bên đây. Cái nút nước mũi nó nằm bên đây. Đó, cái nút cười nằm sau lưng, đó. Ba nút nhấn tay khóc. Bữa tí hát cái tuồng gì đó sao? Tí khóc mà tí nhấn lộn nút sao ra nước mũi không. Không có giọt nước mắt á. Thì em tuôn ra hai hàng nước mũi không giọt nước mắt nào trơn rồi. Bữa đó bữa nhấn lộn nút á. Bởi vì tao bị sai, tao đứng sai cánh gà. Đứng cánh gà bên này còn giấu vô được. Thì đứng bên cánh gà bên này sao giấu. Mày bấm đây ta thấy. Phải bấm bên đây ra nước mũi không. Thôi tí ơi tự tí chọn tí không à đây. Nói ra ra được không nói. Cái tao ra tao khóc. Mấy cô ngân hàng ngồi trên vậy nè. Cái đầu của tôi ngồi xuống tôi khóc mà. Khóc. Tôi khóc mà tôi làm vậy nè. Làm sao? Tôi khóc mà tôi lết. Trời. Con mấy cô ơi, đòn tôi rã lâu rồi. Má má vô lấy cái lon má ơi. Lấy lon hả? Lấy cái lon liền. Lấy cái lon kia con. Để đây nè ba lết y ăn mài vậy đó. Hay cái nét mà lết đều lắm nét. Vừa lắm. Cho ông á, bởi vì ông á đặng già rồi mà không nên nết gì hết trơn. Tự nhiên vô ngân hàng ta trà lết chi con hỏi cái tiền đáo hạn được không lo gần chết nè. Ông á. Tiền sao tía được không? Rồi sao được không? Nhà ai xả rác thì ứng luôn thì mệt ghê. Nè. Rác. Thầy nè nói nghe nè, xong cái mấy cô á tôi nói bây giờ tôi năn nỉ tôi lại mấy cô. Tôi đoàn hát mà rã rồi tôi là kép hát đó. Người ta tin không? Không tin. Bởi vậy nhìn cái mặt vậy mà đòi làm kép hát hoài à. Cái tóc có bi nhiêu làm sao cuốn lại làm cái tó đây là kép. Tụi như con tóc giữa vậy đó. Người ta có kép người ta hát lữ bố. Còn này hát động chát. Có hát mắt bố chứ sao lữ bố nổi. Chứ con hỏi tía tía nghĩ sao tướng vậy. Nó hát kép hoài à. Tía nói hồi xưa tía hát kép chứ giờ tao hát kép gì nổi mày ơi. Bà tin không? Không có tin cái mấy cổ cũng dễ thương lắm. Mấy cổ nói bây giờ nè chú mà muốn cho tụi con tin á. Bây giờ chú hát thử một câu giọng cổ cho tụi con nghe. Hát không? Tôi hát liền ba. Tôi nói rồi mấy cô nghe nha. Tôi hát liền nè. Hát bài gì? Cái bài thì tao nói không được để tao hát cái bài nha. Hát ơi. Mày tôi tự cái tao cho đáo hạn ngân hàng. Tôi tự làm. Hát lại con nghe coi. Tôi tự làm nè. 2 3. Trăm đi ba bữa quay trở lại. Các khách ở nhà mong trầm quay về. Hay quá. Âu. Gì vậy? Tôi có phải hợp rap nè. Không, vô mày cũng. Hey. Come on baby. Đi ba bữa quay trở lại. Ba bữa sau cặp sẽ quay về. Cặp đi ba bữa quay trở lại. Ba bữa sau cặp sẽ quay về. Khát ước lên đây. Yo. Hey. Cho con thu mẹ ru con ngủ. Yo. Con không ngủ con ăn cái hey. Ru. Yeah. Hey. Go. Đến chưa? Ba bữa quay trở lại. Bây giờ là ông đó. Đứng yên đi. Coi bộ chó còn giống ai. Bây giờ ông kìa. Già cả rồi không có nợ nết gì hết trơn à. Má hát cải lương mà hát cái kiểu vậy đó hả? Không có đâu, không có ke nữa.
chống cái đầu xuống dở hai cái giò lên. Hôm qua tập nay tóc rụng thêm mớ nữa đó má. Cái vòng vòng cứ nghe lên là vui lắm. Há cái kiểu cha con mày vậy đó, gánh hát mới đầm đó. Không còn nguồn gốc cải lương gì hết trơn trời ơi. Bà thấy bây giờ cái giới trẻ người ta không có thích cải lương nữa. Bây giờ bởi vậy tôi mới kết hợp cải lương với lại ca nhạc vô mà hip hop vô để cho bà con người ta coi. Hai cha con tập chơi vui vậy thôi chứ đâu có hát ai hát phối hợp cải lương hip hop. Thôi mẹ. Má đừng buồn. Ông giỏi quá à. Ủa mà cái ủa không giỏi. Không giỏi. Sao? Có đáo hạn. Đáo hạn được nhưng mà cũng phải trả con ơi, bây giờ khổ quá. Tôi không giỏi thì sao tôi lụm được bà. Nè nè. Ông già này nè. Quỷ dịch ông. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Hồi đó tôi cũng nghệ sĩ, cũng đào hát đàng hoàng. Ông cưới tôi chứ ông lượm tôi hồi nào. Nhắc cái vụ này mới nhớ. Ý nói là tôi nghe nghĩa bóng nó vậy thôi. Trời ơi, hồi xưa ba mê cái tiếng hát của má mày. Thế hả? Lúc chưa sanh tụi bay nghe không? Bà ra bà hát đào một cái, bà đứng bà hát một cái nghe không? Tao nói tao xuống một hơi, bà xuống chưa dứt hơi. Tao nín thở ba hơi trong nữa. Tao thở ra ba hơi rồi bà chưa dứt nữa. Tới hơi thứ tư bà cũng chưa dứt, hơi thứ năm bà vừa xuống một cái cạch một cái tao buông tay tao té ở trên nóc nhà. Thằng Lằng cũng luôn bốn chân té cái bạch kế tao. Thằng Lằng chịu thôi bà già bà hát mùi đất ruột đó giờ con biết rồi. Bà đào con biết mà ấy dưỡng dữ. Ủa dưỡng nè, có về hả con? Có về. Đây. Sao bữa nay đờn ca sao mà buồn quá vậy? Mặt té sao lại sao mặt dưỡng buồn heo té vô lại tổ lên con té mặt dưỡng buồn heo té ơi. Sao vậy con hả? Đờn có tiền bạc gì không? Đờn này dạy nó thiếu chịu nữa rồi. Trời ơi dạy đờn dạy ca gì mà thiếu chịu không trời. Nó bắt nhậu gần chết. Lần nay nó không nhậu nó không trả tiền luôn. Trời đất ơi, đờn ca lấy tiền không lấy đòi nhậu trừ về vậy trời. Ngày hôm qua sao mẹ nó làm sao về có tiền cơm ăn con. Dạy đàn gì mà không có ai cho tiền là sao mày? Chết rồi trời. Dạy đàn mà thằng nhậu trừ không chết con ta rồi. Thiệt rồi thôi thôi. Nó có kèm theo chai thuốc đau gan không? Uống rồi gan đi luôn chứ sao. Gan mà cho tao nè. Thôi bây giờ yên tâm đi rể. Con đừng có ngại, đừng có lo gì hết á. Từ từ đi. Từ từ. Tí gom vốn lại không? Tí lập cái đoàn hát này, thấy không? Con, rể, hát kép chánh, tôi kép nhì. Trời ơi, cái tướng nhà hát kép nhì, nó nổi điên không? Nói cái ông... mặt của ba giống cái ông Hề Hoàng Sơn. Có hát Hề đi, chọt hát kép hoài. Cái bụng đứng như con cóc chữa hát kép hoài. Giấu gì được mà giấu, giấu cái bụng cũng lòi cái đầu à. Ê, cái đề tài đầu cổ là cứ hai má con nói hoài. Không phải, bị gì? Ba không có suy nghĩ cho đoàn hát. Hỏi Dượng Út coi, Dượng nghĩ lại cho Dượng suy nghĩ coi. Đúng không? Ở nhà mình biết không nói chuyện tôi á, chiều cao hai đứa giới hạn. Một đứa chi sát tôi có vậy nói chuyện mỗi cổ không chết à. Kìa đi. Nó cao hơn ta đứng trọ kế bên tôi mang nhục hoài à. Mang cuốc cao lên. Để đây vậy thôi, tôi đọc quảng cáo mang cuốc cao. Nói Dượng nghe, bị gì thôi hồi đó đó tôi với má. Nó sát lại gần nữa à. Mỗi cổ nữa à. Dượng thấy tôi sát lại Dượng nhanh 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 chút đi. Là mày nè. Bây giờ mày lấy cái điểm mà mày bao giờ cũng vậy, con đứng tới nách đó thôi, mày nhớ vậy mày đi chỗ khác à. Đứng hoài rồi đối ta cao. Con lạ đời kìa. Nhưng mà tôi nói Dượng nghe, Dượng. Đó đó, lâu lâu trở lại tôi đi. Mắc lại nữa à, thấy không? Bà đứng xa xa nói luôn á. Hồi mà vợ Dượng đó. Ừ. Út nhà nè. Thì đó rồi, cái hát bầu. Nó con vợ của thằng này có bầu má mới hát thế chứ ai. Ở vậy hôm bữa đó con chứ ai. Dạ. Con đem nó vô trong phòng á Trang, con đè nó ra cưa sáu cái sừng để làm nghe đó. Mà ra hát còn trẻ không nổi mà. Trẻ gì? Cái gì? Mày chọt qua nữa, đứng bên kia đây. Đứng đây thôi, khơm khơm xuống. Cái gì? Rồi chị nhớ không? Sao? Tôi vẽ hết ba cây viết chì rồi bà không trẻ nổi. Con già mày chứ vẽ ba cây viết chì. Ai mà con rể gì con ruột thì nói xấu má như bà. Nói xấu ông qua đây đi, ông đừng có đứng bên đó. Không có biết, mấy con không có biết. Cũng nhờ tao đó, nhờ tao, tao cứu cánh được mấy suất khác mới có biết cái bọn. Bây giờ nè. Tao hát 4-5 suất đó, tiền đâu cho nguyên đoàn tao về ha. Thì hỏi mấy đứa nè, coi coi, đào kép chánh. Nó ăn no, nó quậy, nó đòi lên lương riết. Tiền bạc á, bán vé không bao nhiêu mà nó đòi lên lương hết, sao chịu nổi. Bởi vậy tao với má mà phải liều mạng ra hát kép hát đào, hát gồng gần chết để kiếm tiền á, để cho anh em ngày mai ai á muốn về quê á thì có tiền để về quê, ai muốn lợi ở lợi thì ở lợi. Cũng khổ lắm con, chứ không phải gì đâu con. Dạ. Góp là nhiều người quậy đó không, thấy không? Quậy rồi con đó, đó. Quậy đó. Đó con hát xong rồi nó quậy quá, con nhảy con đờn cái tới giờ bắt con đờn luôn, con có được hát đâu. Đó. Cái tám mà cho quậy, tám đờn mà quậy không quậy mà, không còn gì. Ông mù quáng với cha tám đâu chi, ông nói hoài không biết nữa. Nóng à. Nhắc cha này nóng à. Chả ngồi cho cười. Ê, kìa. Nhắc tới đờn rồi nhớ. Gì nữa? Ngồi nhà. Cũng sáp ngồi gần tôi à. Tôi đứng như ngồi vậy cha. Ngồi xa xa tôi ra đi cha nậu. Phải ra đi lụng chứ phải tại tôi cao hả? Không mà bây giờ là vô lấy cái đờn con. Con đờn hả? Mày nhắc tới đờn. Thôi ráng đi con, má đờn mày mắc hát con kìa, đờn cho má mày hát cái coi. Đờn lâu lâu má. Vô đây, vô nghe thanh. Trời ơi lâu quá hôm nay không có hát làm như bị tù hơi sao? Giờ chưa có ai vậy, ngồi đợt đi, đi ngồi xuống hát đi bà. Hát ha. Ừ. Hát để con nhớ lại.
vừa 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 cho má con. Cao quá ca không nổi à, nghỉ lâu quá trời quá đất rồi. Ca nghe ông xã hát đi mình. Bắt đầu tiên vô là tàu hủ rồi hả? Bài gì lạ? Mà sao hôm nay giọng má tôi trẻ dữ rồi trời. Giọng bà trẻ măng luôn á. Trẻ bà nội mày, tao mới vừa cất giọng vô cái con út bạch nó ra tàu hủ nó về kìa. À, út bạch kìa. Hát nhép, nó gánh tàu hủ về được kìa. Trời ơi má hát nhép không à. Ai ăn tàu không? Rao lên con, rao lên. Lên sao leo lên đây có bầu, sao leo nổi trời. Từ từ con. Trời ơi, ẩm vợ mày lên để nó chặn bắn, nó leo lên không được. Ẩm lên. Ừ, đó. Anh ơi, ẩm nhẹ nhẹ, nó xúc sổ tùm lum. Trông sợ quá à. Ẩm nhẹ nhẹ rồi. Trời ơi, tía ơi, cái đầu đó không có tóc rồi. Trời ơi, chợ kia nó rụng mớ nữa giờ. Bị vậy mà không có tóc nè. Trời ơi, để cho con đi tía ơi, con lại tía đó. Cứ nào chồng bỏ chồng chê ăn chén tổ chồng mê tới. Mày xuống được, mày xuống được, tao ta hay, tao khen con hay. Xuống dạ. Được không? Bởi vì người ta nói con nhà lông không giống tông. Con nhà tông không giống lông cũng giống tóc. Mà đâu nói nhiều cũng không được là quỷ sứ. Sao quá. Giá giống má. Hôm nay bán hết không? Hả? Được ông xã. Bán hết rồi. Buôn bán hết rồi con mừng. Ba ơi, tại vì trong xóm này biết con Đào hát thương, ủng hộ. À. Trời ăn ngày nào cũng lát tay lắm á. Vậy hả? Nhưng mà bữa nay có một chuyện này vui lắm ba. Chuyện gì con? Có ông này, ông cỡ trạc tuổi ba vậy đó. Ừ. Nhưng mà tóc nhiều chứ không ít vậy. Nữa hả? Dòng họ này cứ ăn no nói về đề tài tóc tai tôi khóc vậy à. Phải đó. Sao cái chuyện gì con nói cho ông nói với con á là ông thích á là ca giọng cổ lắm. Ừ. Ông mới nói là tôi không biết ca mà nghe nói cô là Đào hát, phải không? Cô là Út Bạch ở trong xóm này nói cô là hát cải lương giỏi. Vậy thì cô ca một câu cho tôi nghe đi. Cái con ca một câu hơi dài mà ca chú ca hơi dài, ca một câu bình thường trước. Bình thường thôi. Ừ. Không khoái quá vỗ tay ăn một lốt 15 chén tổ. Trời. Quỷ già nó ăn nó chết thằng ăn dữ. Trời ơi, ta ăn cũng kêu tao quỷ già nữa không? Ăn 15 chén ghê. Hồi nãy con giấu, con ca câu bình thường thôi. Ừ. Bây giờ con nói tôi ca câu hơi dài thì ông ăn hết không? Ừ. Ông nói tôi mão hết luôn, bữa nay cô khỏi đi bán cực khổ. Ừ. Cái ông hỏi con ngày vậy đó, nguyên cái gánh tàu hủ này khoảng nhiêu chén? Con nói khoảng 100 chén. 100 chén, rồi sao con? Ông móc 100.000 đưa liền. Trời ơi, con nói trời ơi, sao mà ông không sợ tôi chạy làng á trời? Ừ. Cái ông nói chạy làng sao được, cô chạy lợi tôi không, cái bụng cô chỉnh hình vậy chạy bằng túi áo. Ừ, đúng rồi. Đó, cái con nói vậy thì giờ tôi ca nha, con là con hít hơi con ca. Con đổ, 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 tới chữ cuối cùng con xuống một cái xây qua, ổng xỉu. Cái gì vậy? Bị gì, ổng nói rằng là cô ca, tôi hít 4 hơi mà cô chưa xuống giọng cổ, tôi xỉu thì sao? Ổng giống tí á, với thằng con thằng lằn á, buông tay này luôn chịu không nổi. Mà ba này, sao mà con vô giọng cổ đó, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Sao con? Nhất là ca câu hơi dài đó. Nhiều chữ mình phải lấy hơi mình giữ xuống. Hít hơi đưa xuống đan điền, giữ dưới đan điền rồi nhả hơi ra. Ừ. Nhưng mà có bầu, giữ hơi đâu có nổi. Mà ráng, con nó đạp một cái đùi, đau thấu trời, xuống giọng cổ cái nước mắt chảy. Con ơi đừng đạp má con. Thôi đừng có buồn nữa. Ông xã. Bỏ đi con, quên cái chuyện hát hò đi, lo đi buôn đi bán mà kiếm tiền trả nợ ngân hàng con ơi, quên đi. Con không được khóc, khóc con đẻ ra mặt nó buồn. Đừng nên ém nước mắt nãy giờ. Đừng nghĩ tới chuyện hát hò nữa con vô. Ơi thắp nhang đi con. Lại tổ đi mình, đứng lên đây với em mình. Dạ con lại tổ, xin tổ nghiệp cho gia đình con mau xóa nợ để mà còn ba con còn lập lại gánh hát cho tụi con được đi hát. Nhưng mà nghỉ hát buồn lắm tổ nghiệp ơi. Hồ đồ cho con đền của tiền để con cho vợ không, con đẻ. Không, anh hát kiếm giống, hát kiếm giống, kiếm tiền cho em đẻ. Thôi coi đưa cái giống gánh vô rồi nghỉ, chứ để vợ con nó bầu bì vậy mà. Trời ơi, tổ này mặn cát ông nội mẹ ơi. Sao vậy chị ba? Bị tôi khóc nước mắt nó rớt xuống nè. Ăn tàu hủ mà mặn như chén nước muối chứ không phải nước đường. Bà trời, trời ơi, muốn ăn cho bác ơi.
ngon rồi ba má ơi. Trời ơi, phát tài rồi, gia đình mình phát tài rồi, ngon rồi. Chuyện gì vậy? Ê, bán được không? Bán được không con? Bán được không? Bán được hả? Bán mấy bộ đồ má đưa cho con, bán được không con? Được không con? Đi sao về vậy chứ có bán được gì đâu. Dục vậy? Sao con quăng vậy con hả? Ủa mà sao? Ủa bán đi sao về vậy? Bán không được mà sao bằng ngon? Bộ ăn lắm cánh tay sao ngon? Sao vậy? Sao vậy? Cũng mua đó. Mua phải không con? Rồi trả góp. Trả góp thì bán cũng được đi con. Bán đi 1 ngàn. Thì bán luôn đi 1 ngàn. Trời ơi, góp 3 năm mới xong lần đó ba. Ngày có 1 ngàn à chị ba ơi. Mà nhà ông ở đâu lỡ? Thủ Đức. Thủ Đức. Đâu gì đâu, chịu khó. Ngày ba chịu đạp xe xuống Thủ Đức lấy 1 ngàn đem về. 3 năm. Thôi đi, không có nhục vậy đâu. Đồ hát tao không có bán góp như vậy đâu. Bởi vì để đây. Công sức của má mệt lắm con đâu bán. Tao không có bán, tao để đây. Treo lên. Làm cánh hát lại tao lấy ra mặt. Treo lên là tao... Ba làm đoàn hát lại lấy hát chứ đừng ta coi thường tao không biết giá trị của bộ đồ này. Treo lên, treo lên. Treo lên. Thiệt tình. Không bán. Mà mày cũng lạ đâu. Dạ. Bán không được, nhà đang cần tiền. Về la, đã rồi, hên rồi, hên rồi. Cái gì, cái chuyện gì mà hên? Ngon, có chuyện ngon con mới la lên, tự nhiên con la lên chứ bụng không có điên đâu. Chuyện gì ngon con nói đi coi. Con chưa kịp nói cái bà nhảy vô miệng con, bà ngồi rồi. Tao cha mày nghe mày. Nha. Xin lỗi. Bà dạy con biết vậy không? Chứ mình con út là được thôi chứ còn tôi thấy là hai đứa sao kể tôi nghe con nói ngon là ngon cái chuyện này nè. Ở trên tỉnh người ta tổ chức một cuộc thi. Thi gì? Thi cái gì? Thi văn nghệ. Thi văn nghệ là cái gì? Trong đó là có thi ca giọng cổ. Hả? Ca giọng cổ. Trời ơi. Trời ơi, nghe mừng quá ba. Cái gì lên sân khấu hả? Mới 7 tháng rưỡi bà đi sao đây? Đúng rồi, chứ là. Đúng rồi, xúc sổ á. Ba biết thi ca giọng cổ. Dạ dạ, nó để nó xúc sổ. Giải thưởng rất là cao. Giải thưởng bao nhiêu con? Dạ, con cũng chưa biết là bao nhiêu. Ừ. Nhưng mà người ta đã thông báo ra cái nhà nàng. Thi nha, mà có cho hai hệ thi nữa. Hai hệ? Hai hệ. Cho hai hệ thi. Trong gia đình mình có. Trong gia đình mình có hai hệ. Có hai hệ. Có, gia đình mình có hai hệ. Hai hệ đâu mà đi bắt. Có hai hệ. Hai hệ mà ai hai hệ? Thôi nha, mày đừng nhìn tao hồi mày kêu tao là bà nội đi nha. Chết. Trời ơi, bay ba. Quỷ à. Vợ con cái bụng vậy sắp sửa đẻ. Vợ con cái nào mà ta rồi bụng mang dạ chữa mà tự nhiên tí nói vậy tí bậy quá trời. Vậy đâu, ổng khẳng định là ổng ngon lành. Tướng du côn quá sao tôi nghi. Ông mày bậy bạ quá. Tí đừng nói vậy nha. Đừng nhìn thấy vậy mà nói vậy nha. Xin lỗi nha, mình nữ tính lắm nha. Trong người mình không có giọt máu ô mô này chỗ đó nha. Đừng hiểu lầm mình tội mình nha. Không chừng ai kia già lớn tuổi rồi đó nha. Đó. Trời ơi, quỷ cái. Ai đẻ mày ra? Ai đẻ ba đứa tụi bay ra? Mà tụi bay nói tao có cái máu ô ô. Sao ô mô? Ô mô là sao? Hả? Biết đâu được. Ê, quăng cho nó bịch, giặt cho nó trắng tôi coi. Thôi đi, ông á. Chừng ông đó chứ đừng nói. Bậy, không lẽ tôi già bóng muộn bậy. Trời ơi. Tiếng ghê lắm nha, thì giờ già rồi. Thôi yên lặng nghe nè. Với nhà đi ngạnh. Whisper, đừng giỡn mình, whisper. Thôi thôi, yên lặng. Cái nhà này rối quá à, ha. Con nói sao chưa nói nghe coi bà. Hả vậy? Nói chưa gì hết, tự nhiên cả nhà tương tước lên. Thì con nói hai hệ thì ta nghĩ hai hệ. Hai hệ, đây là hai thế hệ. Trời ơi, hai hệ. Thế hệ, ung năm mươi là thế. Chi vậy không biết để cho hiểu lầm. Thì bỏ vậy, nhà. Em nói thiệt, chị nói thiệt, Út nghe. Chị ba hơi, em có bầu, em có bầu như em luôn. Bỏ vậy, mai thiệt á, bà này nói chuyện ngắn ngủi như cây củi vậy hà. Cái văn thì đưa cho bà về, bà thông báo của chú ét kìa hà. Nói trong đầu đuôi xuông ngược trơn. Trong khi một người ở nhà nói cho nó tràn gian đại hải. Nói mà 18 năm sau ông Võ Minh Thành về cứu bà Lụ về rồi mà vẫn còn chưa hết câu chuyện. Ai? Nói, hả? Con. Cười con khúc rồi nói nhiều. Thì đứa nó nghe nó về. Sao? Hai thế hệ. Bởi tao đẻ rớt mày phải lắm rồi. U50 trở lên là ba với má nè. Đâu? Còn 35 tuổi trở xuống là con với nhỏ này. Thế lệ đâu? Viên Út. Nè ba, có thông báo đàng hoàng nè. Đâu? Trời đất ơi, thôi đưa cho bà má. Bà nó lanh ghê vậy. Má già lớn tuổi không có kiến cái chọt đưa cái thơ cho bà đọc hà. Bà mới lanh dễ sợ luôn nha. Mà tao không có kiến mà cũng chọt đưa bà liệu bà sách bà đi ra bà đọc bà thấy chưa. Mày đọc được không? Bà từ từ cái gì cũng từ từ. Mày đọc được không? Từ ta không biết chữ. Con nhớ đâu. Con nhớ đây đâu có biết chữ. Đứng án coi nha. Út đọc tư nghe Út. Cái gì hoài trời. Dạ không đọc. Tại lanh tại khôn nha. Cầm ra qua sao không đọc đi. Thì cũng tía không ai. Cũng tía không à, ngày xưa tôi mới học lớp 1 trường làng. Cô giáo bận quy máu dài đỏ nhí nhảnh đi chơi mùa đê châu nó hút xỉu. Bà mới xỉu à, cái tía nói bà xỉu rồi, mày nghỉ học luôn đi, theo đòn quảng cáo.
con theo đoàn quảng cáo cho nên con không mới đi học đó. Mày đổ thừa hả mày? Mày đổ thừa hả? Nè mày coi nè, con Út nè, Út Bạch nè, nó có học đâu, thấy không? Mà nó tự nó học ở nhà, nó tự nó theo đoàn, nó tự nó ôn nó học. Con người ta có trí vậy, bây giờ nó biết chữ mà, thấy không? Còn mày, mày đổ thừa cho tía má mày không à? Hay quá. Nè, đưa cho nó đọc đi. Đưa vậy, nhà này tôi nói thiệt luôn á, ai nói gì tôi cũng được trơn á, khổ quá mà, chẳng lẽ tôi lưu vong cho rồi. Tới chưa? Cầm đi, ai muốn làm gì làm đi, muốn nói gì tôi nói đi. Tới chưa? Tới đâu? Thôi Võ đi. Minh Thành cứu bà Lụ, tới cứu chưa? Cứu rồi, tôi đi nè. Thôi đi con, cãi ổng làm gì mệt lắm. Rồi đọc, đọc thi đi. Ca giọng cổ vượt lên chính mình à. Gồm hai thế hệ. Hệ người cao tuổi từ 50 tuổi trở lên, hệ người trẻ tuổi từ 30 tuổi trở xuống à. Điều kiện dự thi. Sao con? À, có nợ ngân hàng, không có khả năng trả nợ, hoặc thất nghiệp, thật sự nghèo khó. Giải nhất nhiều dành cho hệ người cao tuổi 50 tuổi trở lên đó là 20 triệu. Có triệu hai triệu đâu? Trời, 20 triệu đó. Dạ, tổn nghiệp quá mình rồi. Dạ, con lại tổn rồi. Chưa, tổn bù hộ cho con. Cái lại xối xả chưa chúng chưa thi vậy mà lại lại à? Tổn nghiệp bù hộ gia đình rồi. Tiếp tiếp con. Còn cái mà từ 30 tuổi trở xuống đó, giải nhất cũng 20 triệu luôn bà. Trời ơi, trời ơi. Vô lại. 20 triệu. 20 triệu nữa. 20 triệu nữa. 20 triệu nữa. Hả? Đúng chưa? Chưa trúng. Lại nữa. Cái nhà này cái 20 triệu này vô lại bằng thờ thôi nè. Chưa ai trúng hết. Chứ gì? Mày im mọi người lại. Vô và lại tổ. Đọc em ăn đi em. Ra đây con. Tổ cho. Đó, bây giờ vậy nè. Nếu như vậy là gia đình mình đủ điều kiện để đi thi. Đây là đúng luôn á, đúng y chang gia đình luôn. Đúng y chang luôn đó ông. Bây ơi. Giờ nè, bây giờ tí quyết định vậy, thấy không? Quyết định sao? Quyết định đó là U trên U 50. Tao với má mày đi thi. Tôi với ông chứ còn ai nữa. Rồi. Còn mà dưới 35 trở xuống á thì ai? Tao quyết định là con đi thi đi ba. Con ca giọng cổ được không ba? Cái giọng bà, cái giọng của bà nó loàn dưới chân cầu Sài Gòn á bà. Bà ca cái giọng bà nó thổ ơi thổ, không có chữ lên được. Coi đi đi ba, coi đi đi ba. Cái giọng bà làm như cầm cái bộ đàm nói chuyện cái đó, không có nghe rõ. Coi đi, bà đi, rồi tôi lại bà nội, bà ở nhà với con bà nội. Tao giọng nữ đàm mà. Thôi, đàm cái ghê nè bà, ăn bà bơm bà ăn miếng tắc cho thanh giọng con bà nội. Tao nữ trầm, tao nữ đàm. Rồi bà lo đi, bà to coi bà. Bây giờ thấy trong gia đình này chỉ có vợ chồng con Út là đại diện đi thi về ba ơi, ba ơi. Con nghe đi ca giọng cổ ba thấy con mừng nãy không con nhảy chỗ con nhảy dựng lên nhỉ. Nhưng mà con nhớ lại rồi vậy sao đi chết cha cái bụng bụng gì nữa qua ban giám khảo người ta tưởng nó đeo bình hơi nó hát nữa mệt nữa. Trời nhà mình có ai đi vợ ba chết cha 20 triệu làm giờ sao bây giờ ta? Ai đâu bây giờ đều đâu có đủ trả nợ đâu má khổ ghê nhà đâu còn ai thôi giờ làm sao bây giờ này con đứng đây mà không ai nói tiếng nào. Giờ sao đây ông? Trời ơi, cứ làm gì mà ông sạc tới. Để cái gì vậy đi. Ba? Ra nó giấu gì vậy? Nó đi 20 triệu. Hồi mắc dịch, mắc gió nó chết chứ gì hết. 20 triệu. Làm gì vậy? Ý mày nói mày đi thi á. Trời ơi, còn gì nữa? Ở đây còn ai có cửa? Mày thi gây gây lộn, cãi lộn được chứ mày thi gì? Thi khi dễ con hoài tránh xa 16m50. Dưỡng Út, đoàn tôi hát cho Dưỡng Út. Hát phải không? Tao nghe thử được, tao cho cái gì? Đoàn tôi hát cái. Chị hát hả? Ừ. Có cơ mà ngủ trưa mà ngái mà còn đâm hơi mà hát cái gì? Cho nhân mừng dùng cái hoài mày. Cho nó hát đi. Ê mày cứ cầm cái đòn mày chọt mày đòn đi. Hát được không? Được. Đòn đi, ai tới trước nghỉ trước. Trời ơi. Ai tới trước nghỉ trước. Là quê quá đi. Má má. Trời ơi. Trời cảm ơn má. Bữa tôi với bà ra buổi chuối tập mà nhớ không? Ra buổi chuối tập bài nhạc rock vậy đó. Trời ơi tôi với bà đó. Bà ra. Được không? Được. Được. Cổ tao mày. Được. Mà chọt chọt ba hát ra cái đòn đi đòn. Y như bữa được à? Biết đâu trúng giải ha. Biết đâu trúng giải đi Quốc. Nhạc rock bắt đầu. Rồi nhóc bắt đầu. Rock. Trời ơi, kìa vậy má, nó hốt vô kia, nó chích thuốc bây giờ. Rồi, rồi quốc đi. Đâu? Đó. Bầm 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 làm trò cười vô người ra hát sướng một mình nó hùng không đủ hay mày cộng thêm nữa hả tự nhiên chó tóc hát cái bài hát gì mà cao nguyên không ra cao nguyên đồng bằng không ra đồng bằng ba ơi chết rồi thấy không thôi mình em tôi bể ý kiến mình thấy không từ từ bây giờ tôi phân công lại lần nữa gia đình quyết định đi thi tôi với bà thấy không thi U 50 con Út với thằng rể đại diện thi cho từ 35 trở xuống
hai đứa này. Giận, đang giận. Giận hận. Gia đình chứ. Coi tụi tôi không phải thôi. Người trong gia đình. Giận rồi. Phải, phải. Cho làm cái gì đi. Cho làm gì đi. Ba rồi mày nói. Đổ động viên. Trời ơi đó được. Cái gì phải có chọt chọt vô chút chứ. Quyết định. Kiếm tiền cho gia đình chứ. Quyết định đi thi. Lấy giải về. Ba sẽ lập lại đoàn hát. Lấy tên là nợ dâu. Con lại ba. Mới trả nợ ngân hàng xong nợ dâu chi nữa ba. Nợ tổ nghiệp, nợ nghề nghiệp không có sợ. Má gì con nịch bụng lại phải không? Đi nịch. Đúng rồi. Bụng lại. Con nịch lại con đi thi. Quyết định. Tôi quyết định đi thi. Lặp lại gánh hát nợ dâu. Trời ơi. Được. Này dâu nịch bụng lại được rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thi cải lương hai thế hệ. Kính thưa quý vị, tôi rất vui mừng được gặp tất cả quý vị trong chương trình cuộc thi tuyển giọng ca cải lương hai thế hệ trong ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là MC của chương trình. Xin chào. Dạ, xin chào. Xin chào. Và tôi cũng trân trọng giới thiệu, tôi cũng đồng thời là trưởng ban tổ chức kiêm chỉ đạo nghệ thuật. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào luôn. Và tôi cũng đồng thời tôi xin giới thiệu, tôi là đạo diễn của chương trình luôn. Và cũng đồng thời là trưởng ban tổ chức và ban giám khảo luôn. Nói chung là gom về một tụ. Rồi túm lại là có khi làm hậu đài luôn. Tại vì quý vị biết sao, đây là một cuộc thi từ thiện để lấy tiền ủng hộ nghệ sĩ nghèo. Kính thưa quý vị, sở dĩ tôi tổ chức chức cuộc thi ngày hôm nay là cũng có lý do của nó. Quý vị biết không, tôi là một người khán giả rất hâm mộ bộ môn cải lương, bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nhưng thời gian gần đây, quý vị biết không, có rất nhiều người nghệ sĩ khổ lắm. Người ta đã bán đi những cái gì cuối cùng, những cái quý giá nhất, để họ được đứng trên sân khấu, họ được hát cùng khán giả. Nhìn họ mà tôi muốn rơi nước mắt. Quán tháng kêu gào biệt cùng ai sân chia đôi niềm. Ơi người ơi chẳng ai bây giờ. Ơi người ơi thấu tránh nỗi niềm. À tiếng anh gọi tên em như lá rừng về. Cái gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Kính thưa quý vị, bởi vì tôi cũng là một fan hâm mộ của cải lương, thành ra lúc nào tôi lên sân khấu tôi giới thiệu chương trình hay tôi làm gì tôi cũng phải hát một câu cho nó vui. Kính thưa quý vị, để không làm mất thời gian quý vị, là tôi xin tuyên bố hôm nay đã trải qua là rất là nhiều ngày rồi, hôm nay là vào cuộc chung kết, đã tuyển được một số giọng ca lọt vô đêm chung kết ngày hôm nay. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ gom tất cả những người giỏi nhất, tôi thành lập đoàn hát để đi hát lấy tiền ủng hộ những nghệ sĩ nghèo. Và cuộc chung kết ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu cặp song ca đầu tiên, đó là Trần Nghĩa Lộ Cơ và Bạch Như Ngọc. Một tràng pháo tay cho cặp song ca đầu tiên. Hai con mắm này đâu rồi? Ta đang thi tự nhiên ban đây vậy? Ủng hộ viên. Đây phải cái chợ cuộc thi chung kết. Xin mời xuống kia. Ủa, đứng đây hả anh? Không được đứng đây la hả anh? Nghệ sĩ mới được lên đây. Cho em ngồi góc này được không? Cho Mạch Như Ngọc không được. Anh ơi, em ngồi góc này nha anh. Hai em ngồi đây. Ngồi đó. Dạ. Sân khấu là thánh đường tôn nghiêm. Không có được bước lên đây. Chỉ có người nghệ sĩ mới được lên đây. Ngồi im, la đuổi xuống. Một tràng pháo tay cho Trần Nghĩa Lộ Cơ và Hồng Như Ngọc. Yeah. Má em. Dạ, xin chào cô. Cô cho tất cả mọi người cùng biết cảm giác của cô khi cô được lọt vào vòng chung kết. Dạ thưa, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa ông MC và tôi thì tôi là ông MC. Dạ chú MC. Dạ thật sự là tôi rất là vui sướng và hạnh phúc. Nếu mà được như vậy thì thiệt là niềm vinh hạnh cho gia đình tôi vô cùng luôn. Và tôi xin thú thật, tôi là Hồng Như Ngọc. Hồi trước tôi được, năm nay tôi được 55 tuổi. Trước tôi là nghệ sĩ của đoàn Nũ Tầm Xuân. Đang giới thiệu. Nay tôi trời trời. Đang giới thiệu không được nói lối. Chừng nào vô tuồng mới nói lối.
Dạ. Cái này tao giới thiệu tao nói bình thường thôi. Dạ nói bình thường. Đề nghị thí sinh trở về nói bình thường. Dạ, dạ xin lỗi ông MC. Xin dạ. Lỗi, tôi là ban giám khảo. Kỳ dạ, ông mới nói ông MC, tôi mới nãy. Nghe tôi giới thiệu không? Dạ. Tôi vừa MC vừa ban giám khảo. Dạ. Lúc mà tôi la là tôi là ban giám khảo. Dạ. Rồi bây giờ ông là MC hay là ban giám khảo làm tôi biết, tôi xưng hô. Lúc mà tôi đứng tôi giới thiệu chương trình vậy nè. Dạ. Là tôi là MC. Dạ. Mà lúc mà tôi đang ngồi vậy á là tôi ban giám khảo, tôi đang chấm điểm. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Mà lúc mà tôi nằm dài ra gì đó là sao vậy? Là chương trình hết. Dạ. Hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi. Trời ơi, chương trình chưa đậu. Hết gì mà hết. Thấy nằm dài. Ông nói lúc ông nằm là hết cho chương trình rồi. Chị hai, người ta té, chị hai. Trời ơi, ban giám khảo hết về. Trời ơi, ban giám khảo gì mà ngồi té lên té xuống vậy rồi thí sinh không biết đậu hết rớt. Trời ơi, giám khảo cũng lúc gặp nạn chứ. Vậy hả? Bây giờ vô chương trình nè. Dạ. Một tràng pháo tay cho Hồng Như Ngọc và Trần Nghĩa Lộ Cơ. Yeah. Chúng tôi xin trích đoạn trong cái vở tuồng cải lương là Lan và Điệp. Và xin mời quý vị thưởng thức. Chiều xa chuông đồng bay trong gió, không có đeo kính cận không thấy mã đâu à. Trời ơi ông ơi, hát cho đàng hoàng đang thi đó ông ơi. Trời ơi, dạ, ban giám khảo khán giả ngồi dưới tùm lum kìa sao. Dạ tôi xin lỗi ban giám khảo, bị gì không có đeo cái kính lão theo giờ không có thấy cho nên ôm chặt bả. Thôi bây giờ hát lại theo cái tuổi của mình đi. Theo cái tuổi của mình hát cho dễ kiểu hồi xưa nghe Lan Dòng. Điệp cỡ tuổi mình hát đàng hoàng lại chút rồi, xíu ông ơi. Lại, vô lại nha. Lại. Chiều xa chuông đổ bay trong gió, là cuối gặp nhau Lan khẽ nói yêu mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành Điệp ơi Lan cam tâm. Quên đời, quên đời rồi vô tóc quên luôn thôi. Quên đời gì Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm, anh say, anh mê, anh mộng. Thôi còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Trọn đời vinh biệt canh bướm ngày xưa đã cay mê khu vườn lá, để cho Lan ngày nay héo rũ xương tàn. Tôi đi ơi anh ơi về đi, anh ơi về đi, anh đừng nói gì nữa hết đi ơi. Nào cũng thương nhớ đến Lan, vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ. Nhưng người ta đã dùng quyền quý và thế lực buộc anh phải phụ và quên bỏ mối tình xưa.
ngang sông xưa dắt bóng một con đò, cho lang theo lũ âu sầu trong tuyệt vọng. Cho mảnh trăng xưa không còn soi chung bóng, cho Điệp và Lan xa biệt trọn đời. Vui anh hãy về vui sống với người ta, xin anh đừng nuôi nữa. Còn Lan với mối hận lòng, khoác áo nâu sông chôn giặc niềm đau. Yeah! Hay quá! Hát quá hay. Xin cảm ơn cặp song ca Trần Nghĩa Lộ Cơ và Hồng Như Ngọc. Dạ. Tôi có thể hỏi anh vài câu không? Dạ được. Cái tên anh dài quá, Trần Nghĩa Lộ Cơ, anh cảm giác thế nào? Bởi vì đi hát mà tên vậy không ai mời á, vẽ cái mất hết cái băng rôn ta. Cho nên mà hồi đó mê cái nghề hát này quá, anh thông cảm. Gia đình tôi á là cho đất cho giường biểu về làm, mà tôi nói thôi tôi thích cái nghề mà đi làm bầu vậy rồi đưa đoàn hát đi về phục vụ bà con. Làm thua lỗ về cha mẹ cứ cho vốn làm ăn, cuối cùng tôi quyết định tôi đi. Rồi tôi đi luôn tới giờ mà giờ đoàn gánh hát rồi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Với giọng hát như vậy, với cái tinh thần như vậy thì hy vọng rằng hôm nay ban giám khảo sẽ chấm anh điểm cao. Quan trọng cái tinh thần. Bây giờ xuống dưới ngồi đi, chờ chút công bố kết quả. Dạ. Xuống dưới. Được, dạ được. Vậy vậy mình xuống đợi hả Tím á? Xuống dưới đợi, xuống dưới đợi, xuống dưới đợi. Rồi để đó con, để đó con, để con, để con. Chánh Giang, mấy em ơi, Chánh Giang. Bu quá rồi, cả ngàn người bu mà. Chánh Giang xin hình không? Chút chị cho hình chị nha. Ai? Chánh Giang. Dạ. Ai bu mày? Em la cho nó có khí thế vậy thôi đâu ai. Đi xuống dưới. Xuống dưới. Con gái tôi á chú. Dạ. Xuống dưới ngồi. Dạ. Đây xuống cánh này ha. Dạ chú tôi cảm ơn chú nhiều. Dạ xin bắt tay chú cái. Dạ. Ủa trong tivi không thấy lông, sau này ngoài lông tai nhiều quá. Ủa đâu chấm rớt bây giờ. Để tôi đi con. Chấm rớt bây giờ. Dẹp dẹp đi. Dẹp đi. Có chừng cả ngàn người bên đây. Đi vô. Để đó còn dẹp hiện trường đó. Dẹp đi con. Ta còn thi khác nữa, có chừng chạy xe. Trời ơi cả ngàn người, có chừng chạy chiếc xe mobilet. Rồi rồi vậy. Dẹp thôi. Rồi rồi. Đi vô bạn đi. Trời ơi con gái. Nhỏ này chắc nó bán cá ở chợ quá ta. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong hai dòng hát, đó là Hồng Như Ngọc và Trần Nghĩa Lộ Cơ. Và tiếp tục chương trình là đôi song ca thế hệ U35 trở xuống, đó là Lưu Trường Giang và Hồng Bạch Như Ngọc. Bài ngày nào chia tay, nghe tiếng đàn ngàn lời kêu than, trách ai nỡ bắt nàng đi. Chàng mang vào thân kim gầy, bước đi mà tan nát lòng. Tan tình là tình tính tan. Những tranh gieo rất khúc sầu, làm duyên mà đôi lứa. Thôi đành lìa xa, tình tan tình tình tan. Lên bà ơi hãy nghe tiếp đây lời hát đoạn sau, cùng chữa chan nỗi niềm bi thảm của người mang thanh gương gầy. Mượn gió nhờ mây mang tiếng nói thê lương đến bạn tình chung, rằng tóc xanh còn đây người tình xưa còn đó, mà ai nỡ quên lời thề hứa với ai. Để người mang thanh gương gầy ôm trọn trong tim một nỗi niềm thương nhớ, biết gửi về đâu biết tỏ cùng ai cho với bớt thương sâu. Lên bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi, xin nhặt tất cả đốt tan thành tro bụi rồi hát bài tình biệt thiên thu. Lá thu rơi tại trời xuôi gió chương, tình chia lìa bởi con tàu lá lại. Thôi thì buông lòng đôi tay, xem như mình đánh rơi vật quý nhất trong đời. Ôi lời hát của ông chất chứa niềm bi thầm, làm tôi nhớ lại một
Vậy thì ông hãy hát đi, hãy hát tiếp đi ông. Lên bà ơi, tôi đến đây không phải cầu xin sự sống, mà muốn tận mắt nhìn thấy hạnh phúc của người hy sinh cho người mình yêu được vui cười. Lên bà ơi, tôi vẫn là tôi, một tâm chân tình, để tuổi xuân không qua đi vội vã, cho cuộc đời bà luôn có mùa xuân. Nhiều khi một mình thơ thẫn tìm em, tìm về kỷ niệm nơi Phú Lương Giang, người ơi có thấu cho lòng tình tôi vẫn mới trao nàng, âm thầm ôm tiếng thở than. Những kỷ niệm ngày xưa còn chi đâu nữa, quê mẹ giờ đây tan tác bởi quân thù. Tôi hát bài ngày nào khi tai nghe tiếng chàng nghẹn ngào thê lương, trách ai gây cánh lìa tan tình duyên mà đôi lứa. Nói thêm càng đau đớn lòng, tan tình tan tình tình tan. Ông là ai mà giữ bên mình mãi, xưa thì giờ đây đã vắng xa rồi. Hà Tùng, hãy nghe em nói. Xin vĩnh biệt. Tùng ơi, xin đừng vội bỏ ra đi, để lại nơi đây người vợ hiền chung thủy. Bây giờ thôi đành xa cách, đắng cay tuổi hờn, tình ta như đã xa xôi, trách ai đã quên câu thề, lòng nghẹn lòng nói không thành câu. Mắt anh đã ngô lệ nhòa và tiếng cười tắt trên bờ môi. Thời gian thấm tình ta giờ đành chia xa, bao tiếng yêu tan vào hư không. Hà Tùng ơi, đừng vội trách em là người vọng phụ, em vẫn là em của ngày xưa cũ, vẫn yêu anh với tâm chân tình tha thiết. Dù cho non mòn biển cạn em nhàn, chia xa đôi đường cách trở, nhưng lòng em vẫn chờ, vẫn đợi nguyện trọn đời không vong phụ đổi thay. Tùng ơi, anh có biết chăng mỗi lúc đông sang là lòng em tan nát suối lệ, trao dâng cho số phận hồng nhan bạc phước giữa phong trần. Đêm một mình thương nhớ thương anh, tìm về kỷ niệm nơi Phú Lương Giang, người ơi có thấu cho lòng tình em vẫn gửi trao và ngâm thầm ôm tim thở than. Tình của đôi ta là bướm là qua đi giờ
tình cơn mê sang bằng cách cho anh ơi xin đừng nói lời biệt ly. Tình này thiên thu vàng đã không phai, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Ôi giấc mơ còn trong nhịp thở, mình yêu nhau đành phải xa nhau. Ôi giấc mơ sau đó vội chia lìa, lời nguyện từ đây dù cho cách ngăn, cứ dấu thời gian làm mờ đi bao kỷ niệm. Em đã nguyện yêu ai là yêu đến trọn đời. Trời ơi, cấp cứu 113, 114, 115 ơi. Trời ơi, cấp cứu, tỉnh dậy. Trời ơi, tỉnh dậy ơi. Tỉnh cứu con, xe cứu thương, cấp cứu đâu? Trời ơi, trời ơi, ca hơi dài chi vậy trời ơi. Có bầu mà em mà đi hát thi gì. Trời ơi, con tỉnh dậy chưa? Con hả? Sao không, có sao? Mạch có sao không em ơi? Đỡ rồi nó có lòi cái chân ra chưa? Thấy bà hát lòi chân ra. Chú thấy hoàn cảnh gia đình của tụi tôi vậy đó, con gái tôi mà nói thiệt nó đang mang bầu vậy đó mà nó hát thôi chứ. Biết rồi, đây là tình yêu nghệ thuật. Tình yêu nghệ thuật dữ dội lắm mới đi hát kiểu này. Bây giờ tôi thay mặt ban giám khảo tuyên bố U35, U50 đậu hết luôn. Lại tổ nghiệp. Chưa. Kỹ lại ông giám khảo này, ông có nói lộn. Mình ơi, có tiền cho em đẻ rồi mà. Đúng rồi, đúng bây rồi. Giờ còn cái phần quan trọng nhất nè. Dạ. Đậu rồi. Giờ là mới rút bảng. À vậy là xuôi. Vậy là đậu từ lâu phải không? Được chấm lâu rồi. Bữa nay là bữa nay là mình chỉ là đúng hát rồi, bữa nay là hát báo cáo rồi báo mà. Cáo, nãy báo tôi cáo. Có nói rồi. Trời, làm nãy lại ca hơi dài cho mệt. Bây giờ là mình rút bảng. U35 có rút được 2 bảng. Dạ. U50 cũng đúc được 2 bảng. Dạ. Có tiền được nhiều mình đem về nhà hết nhiều. Dạ. Bây giờ đứng xếp hàng vô. Dạ. Tiếp, rút bảng. Dạ, bây giờ bảng nào? Bảng nào có rất nhiều bảng. Má anh muốn bảng nào? Má. Chiếc cương nè, trà giảm béo. Ba, rút bảng đây coi. Phải. Anh em. Chiều cao. Má. Sữa tăng trưởng chiều cao. Cái này là sữa tăng trưởng chiều cao Diệt Hương. Đúng rồi. Còn trà giảm béo Thanh Hằng. Doanh nghiệp tư nhân nước mắm Thanh Ngân. Được không ông? Lấy Thanh Ngân đi ông ơi. Thôi, thuốc Thanh Vọng Ngân Quỳnh. Thuốc mọc tóc Hoàng Sơn. Thuốc mọc tóc Hoàng Sơn. Bây giờ đem làm trắng da. Thuốc bạn nào? Đem làm trắng da Trọng Phúc. Tôi đi coi cải lương rồi, thấy ca Trọng Phúc mà sẽ đen hù à. Đem có bán kem trắng da. Bây giờ rút bạn nào, nhanh lên. Bây giờ má đại diện gia đình má rút. Má rút Việt Hương đi má. Thôi, cái nhỏ này. Này xui lắm. Im lặng, im lặng. Sữa tăng trưởng chiều cao đi má. Để xem bao nhiêu đây. Cho chị ba về và có tăng trưởng chiều cao hả? Bao nhiêu đây? Chuẩn bị. Ở trên đó bà. Trên này dạ. Má rút Việt Hương đi, con thích con Việt Hương. Được không á, nghe. Biết đâu được má. Biết đâu được má. Bao nhiêu triệu đây? Quý vị có bao nhiêu triệu? 10 triệu không? 20 triệu nha. Trời ơi, cái anh nó dễ thương quá à. 20 triệu luôn thôi. Rút ra. Anh nói 10 triệu đi. 10 triệu hay là 20 triệu? Bao nhiêu ba ơi? Hồi hộp quá ba ơi. Hồi hộp. Cho tôi đổi lại bản khác đi, tôi đổi bản khác. Không được, chọn là rút. Má ơi, chọn bản này, không chọn bản này. Diệt Hương. Trời ơi, 10 triệu đồng. 10 triệu rồi. 10 triệu hả ông ơi? Trời ơi, đã quá. Không, tao số 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu. Trời ơi, ốc hương ta còn 300.000 ký. Bà nội Việt Hương tôi có rẻ mà có 150 à trời. Đầu tiên là thí sinh thế hệ U50 rút ra bảng 150.000 thuộc về gia đình thí sinh. 150.000. Trời ơi, 150.000 làm gì được. Cho bỏ lại đi chứ gì. 150.000 làm gì được. Bà ơi, cái bà đó bà rẻ, ốc hương còn 300 á, bà cũng hương mà sao bà có 150. Bỏ đi. Bởi vậy, thôi. Bây giờ rút bảng nữa không? Đúng rồi, ốc hương có chị. Bây giờ rút bảng nữa. Ốc hương 200.000 ký, còn Việt Hương có 150.000. Chắc bây giờ bà không để đâu, không ai mua. Một bảng nữa tí ơi, tí còn lại, tí làm ơn làm cho chúng nha. Ông ơi, ráng đi ông. Rút Hoàng Sơn đi. Hoàng Sơn đi, con khoái ông này. Bao nhiêu đây? Trời đất ơi, ra con 50.000, thấy bà nội nữa. Ba thuốc mọc tóc này không có bán đồ dỗm không? 50 chứ. Chứ không có bán đồ kia là có tóc rồi. Nói nhiều quá, lẹ lắm đi. Rút đi, chuẩn bị. Mấy triệu đây? Cái này, cái bán cái này rút ở đâu vậy? Quên. Sao con hồi hộp quá má ơi? Hồi hộp quá má ơi, đừng 150.000 nha chị ba nữa. Số mấy đây? Ráng đi ông ơi. Đừng bốn số không rồi. Ba đừng có 50.000, chẳng 200 nha. Đừng có nói con 200.000 nó nhục nha. Số không, không nhục nha. Thôi con 50.000 nó nhục đi ơi. Ba số không rồi. Số không. Trời ơi trời. Ê,
hãy cho đóng lại đi, bạn bạn khác đi. Trời ơi, không được chọn rồi là rút không. Có khi bạn 6 con số 0 luôn. Trời ơi, có bạn có số 0 rồi, có 4 số 0 rồi. Rồi. Bao giờ rút ra nguyên đóng số 0 chắc lại người ta quá ông nội. Trời ơi, số 0 rồi, hơn đây rồi. Trời ơi, còn một số 0 nữa rút đi. Ê bạn, 200 ngàn. 2 số 3 gì đi. 10 triệu. 10 triệu đồng. Chúc mừng. Trời ơi, đã 10 triệu. Chúc mừng cho các bạn U50. Như vậy là 10 triệu đồng. Tổng cộng. Trời là trời chứ chú. Thôi. Vô đi con. 10 triệu. Tổng cộng đội U50 đã rút được 10.150.000. Trời ơi nha. Tiếp tục là thế hệ U35 sẽ được con hai bạn. Vô rút con. Hai đứa vô rút nha, hai đứa vô rút đi cưng. Dạ vô rút đi cưng. Dạ có thế nha con. Dạ. Dạ. Giấy tội nghiệp đi em ơi. Tội nghiệp cho con rút cái bạn. Đây nè. Chút xíu ba con gặp gắn hát lại cho con hát. Mỗi người rút một bản, mỗi người rút một bản. Nắm tay lại con. Chọn đi. Cầu nguyện đi con, cầu nguyện cho tổ nghiệp. Cầu nguyện tổ nghiệp. Kem làm cắt da trồng phúc đi nghe. Em rút cái nước mắm gì đây nè. Ha. Mắm Thanh Ngân. Rồi. Môn phở thì chuẩn bị đi nha. Vậy, hai người rút ra một lượt nha. Lại tổ, lại tổ. Lại tổ nghiệp cho con. Rồi qua bên đây. Tiền cắt giá chút xíu cho ba con làm cái mát. Con đẻ xong con đi hát liền. Rút lẻ tao rút quá. Con nghĩ hát đâu, con buồn lắm. Con nhớ hát. Một. Trời ơi. Hai. Tôi nhắm mắt luôn không? Giám khảo ơi. Rút. Trời ơi, hồi đó quá à. Ông xã nhiêu vậy? Em nhắm mắt rồi đó. Trời ơi. Nhiêu vậy? 50 ngàn hả? Ba, chị ba. Chị ba, má. Trời ơi, có 2 ngàn bạc không nổi nè. Rút mà nhục mà có 2 ngàn bạc. Trời ơi, 2 ngàn sao được? 20 ngàn mày. 20 triệu. Ơi. Thôi mà mày ơi. Trời ơi má ơi, 20 triệu lần đảo quá. 40 triệu lần. 50 triệu. Trời ơi chú ơi. 50 triệu. Bây giờ triệu. Sao tiếp? 150 ngàn. Như vậy là hôm nay thế hệ U35 có được 40 triệu đem về. Quỳ xuống quỳ lại ổng đi. Lại ổng tới sống ổng đi con. Tới sống ổng rồi. Không phải, không phải. Ông giúp ra. Không phải, không phải. Cái này không phải tiền của tôi. Mà tiền của bà con, tiền của nhà tài trợ ủng hộ cho gia đình. Thấy thương gia đình quá. Vậy đi về gặp cánh hát liền đi. Vui đâu còn một niềm vui nữa. Gì nữa? Sau khi họp ban tổ chức thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn mà nhiệt tình mà yêu nghề. Yeah. Yêu nghề phải bán đi những gì cuối cùng quý giá nhất để lập đoàn hát. Dạ yeah, đúng rồi. Ban tổ chức quyết định tặng thêm bản nữa. Bản nữa? Ê, bản này. Bây giờ vô rút xóa cái gì lấy cái đó. Coi chừng nha. Sao ba? Ông gài mình á. Gài gì? Quất cái bản đó trên đó để lấy lại hết. Không vô đây được rồi, không về đi. Thôi về về, về chú. Khó không có. Ba sợ rút gài. Rút bản nữa không sao chừng á. Vậy hả? Không có lấy lại hết đâu. Không giờ ai đại diện rút với tôi, mậu tôi cũng dám rút. Thôi cho con. Tôi ôm này trước tôi chắc đi để về. Con vui lắm, con dám rút. Giờ thế mời đây. Vô đi con. Thành rút đi con. Vô đi con. Rút đi con. Rút đi con. Láng nghe con. Rút cái bản này nè, nguy hiểm lắm. Trời ơi. Trời ơi, ông không hù dọa. Ê chơi không có lấy cái này lại nha. Giao trước rồi đó. Trời ơi, lúc cái bạn sao giờ vợ sao giới tới trời. Lẹ lên đi. Con coi. Một. Một. Hai. Hai. Lẹ lên. Ba. Rút. Trời ơi, chữ không ông nội ơi. Lẹ lên. Trời ơi. Chữ không. Chữ đi. Cái chữ sao tôi đọc. Đưa cũng đọc đó. Đưa tôi lấy lại hết. Trời ơi, tôi giữ cả trời. Đưa cũng đọc coi chữ gì vậy. Đúng rồi, chữ gì vậy ông ơi. Chính quyền địa phương quyết định tài trợ đoàn hát vô điều kiện. Trời ơi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, tôi đại diện gia đình, tôi cảm ơn chú em nhiều lắm. Bây giờ cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn chính quyền địa phương. Cảm ơn bà con, cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ về. Cảm ơn chú Hùng, chú Khanh. Về, đón con hát. Trợ dâu, về con về. Cảm ơn dâu, cảm ơn chị. Cảm ơn chú nha. Có dòng quảng cáo nha, nhớ nha. Tối năm nay lên màn trình diễn liền. Thưa quý vị, như vậy là gia đình đã rút được rất là nhiều tiền và quan trọng hơn là rút được một bản là tài trợ cho đoàn cái lương thành lập lại. Một lần nữa xin chúc mừng thí sinh. Thưa quý vị, chương trình vượt lên chính mình của giúp đỡ cho các người sinh nghèo đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình đến đây đã kết thúc. Thay mặt toàn thể anh chị em nghệ sĩ và những người thực hiện chương trình của nghệ sĩ Thanh Ngân với chủ đề Dòng sông chảy xuôi ra biển, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng tri ân của quý vị khán giả đã dành cho nghệ sĩ Thanh Ngân.
một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Khóc cười, người khóc người ơi, mong đêm tin ha lời ca cho đời. Dương mang lấy kiếp cầm ca, thăng trầm mây đôi nhưng lòng chẳng. Right.